Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hưng Yên xây dựng phương án xử lý các tình huống có dịch COVID-19 theo 4 cấp độ. Các doanh nghiệp tại thị xã Mỹ Hào tích cực chống dịch COVID-19. Nhiều lò gạch công nghệ cũ vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Điện lực Yên Mỹ đầu tư 47,5 tỷ đồng, nâng cấp hạ tầng lưới điện. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị góp ý xây dựng phương án xử lý các tình huống có dịch COVID-19 theo các cấp độ tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh. Mục tiêu của dự thảo phương án xử lý các tình huống nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, trường hợp bệnh xác định, xử lý ổ dịch, cách ly điều trị kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và tử vong. Các tình huống phân loại dịch bệnh theo 4 cấp độ. Trong đó, ở cấp độ 1 và 2 sẽ triển khai các hoạt động công tác chỉ đạo, giám sát, cách ly và xử lý ổ dịch tại cộng đồng, điều trị cách ly tại cơ sở thu dung tiếp nhận người bệnh và công tác đảm bảo hậu cần. Ở cấp độ 3 sẽ triển khai công tác chỉ đạo, giám sát nguy cơ, phòng chống dịch, điều trị và công tác hậu cần. Ở cấp độ 4, tiếp tục triển khai các hoạt động ở cấp độ 3, đồng thời triển khai quyết liệt một số hoạt động cụ thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ra quyết định huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của các trung tâm y tế cấp huyện, các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự, bệnh xá Công an tỉnh và các cơ sở y tế khác để tập trung cho bệnh viện dã chiến, từng bước nâng quy mô giường bệnh lên đến 500 giường theo diễn biến của tình hình dịch bệnh. Vận chuyển người bệnh từ các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đến điều trị tập trung tại bệnh viện dã chiến, vận chuyển người bệnh từ bệnh viện dã chiến lên tuyến trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để hoàn thiện và sớm ban hành phương án xử lý các tình huống dịch COVID-19 theo các cấp độ của tỉnh Hưng Yên. Khi phương án xử lý các tình huống có dịch COVID-19 của tỉnh được ban hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ để chủ động triển khai các hoạt động, kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh, phản ánh những khó khăn vướng mắc về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết. Hôm nay, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Tiên Lữ đã có kết quả âm tính và được xuất viện. Đây là trường hợp thứ 22 nghi nhiễm COVID-19 được cách ly tại trung tâm y tế. Bệnh nhân Nguyễn Thu Thủy, 49 tuổi, từ Macau về, nhập viện cách ly ngày 19 tháng 2 khi thấy có hiện tượng ho, tức ngực, đau rát họng và sốt nhẹ. Tuy nhiên, sau 2 ngày được các bác sĩ của trung tâm y tế huyện Tiên Lữ chăm sóc và lấy mẫu mang đi xét nghiệm đã có kết quả âm tính, được ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt, không còn ho, sốt. Như vậy, hiện tại tỉnh Hưng Yên vẫn không có trường hợp nào dương tính với COVID-19 và không còn trường hợp nào nghi nhiễm COVID-19 phải cách ly tại các cơ sở y tế. Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh COVID-19 tới công đoàn cơ sở các xã thị trấn trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 15.000 khẩu trang trị giá 33 triệu đồng, Công ty Cổ phần Công nghệ cao Trafaco tặng 530 chai nước sát khuẩn trị giá 30 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho công đoàn các xã thị trấn. Là một trong những địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp và các doanh nghiệp, thị xã Mỹ Hào hiện đang có 137 công dân Trung Quốc cư trú và làm việc trên địa bàn. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm ngặt nhiều biện pháp. Sau Tết Nguyên đán, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Techco Việt Nam, có một nhân viên người ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trở lại công ty làm việc.
Mặc dù không có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch COVID-19, nhưng công ty đã động viên nhân viên người Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thị xã, Trung tâm Y tế để kiểm tra, theo dõi và cách ly đúng 14 ngày theo quy định. Hiện nhân viên trên đã quay trở lại làm việc bình thường. Đồng thời, công ty vẫn thực hiện nghiêm ngặt việc đo thân nhiệt của công nhân. 100% cán bộ công nhân đeo khẩu trang khi làm việc. Quay trở lại bên sản xuất thì chúng tôi cũng đã kịp thời có những cái tuyên truyền, rồi là họp với lại cán bộ công nhân viên để phổ biến, làm rõ làm sao mà cho mọi người không bị hoang mang, không bị hoảng sợ. Khi mà về đây thì tăng cường cái vệ sinh ở quanh nhà xưởng cũng như là trong nơi làm việc. Tôi cũng tự ý thức được rằng là mình đầu tiên là phải giữ sức khỏe cho bản thân trước và giữ sức khỏe cho tất cả mọi người xung quanh mình bằng cách là vệ sinh này, rồi đeo khẩu trang này, rồi sát khuẩn tay sạch sẽ này, rồi kể cả tất cả những cái môi trường xung quanh của mình cũng cần dọn dẹp sạch sẽ để tránh dịch bệnh. Không chỉ có những doanh nghiệp có người từ vùng dịch cách ly, tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế phẩm nhựa Gia Hưng, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, hiện đang có 4 công dân Trung Quốc đã quay trở lại làm việc. Mặc dù không ở vùng dịch, nhưng công ty đã dành hẳn một khu tự cách ly, đồng thời có sự theo dõi của các nhân viên của trung tâm y tế. Khu cách ly đặt đầy đủ chậu khử khuẩn. Các công nhân tại đây được theo dõi sức khỏe và đo nhiệt độ thường xuyên. Trong quá trình làm việc và ở nhà thì cũng dặn dò công nhân là thứ nhất là một số công nhân là chú ý các biển báo để nâng cao thêm kiến thức cho bản thân, và cái thứ hai là đeo khẩu trang đúng cách, để dặn gia đình cũng phải đeo đúng cách và có những biện pháp khử khuẩn này, bố trí cách ly cho hợp lý. Hiện trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có 467 công nhân đến từ vùng dịch, trong đó có 135 công dân Trung Quốc và 332 người Việt Nam thực hiện xong việc cách ly 14 ngày theo quy định và đều có sức khỏe tốt, đã trở lại làm việc bình thường. Ban chỉ đạo thị xã hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 công dân người Trung Quốc và 79 người Việt Nam đến từ các vùng dịch Thanh Hóa và Vĩnh Phúc. Đồng thời tuyên truyền các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho người lao động và đảm bảo sản xuất an toàn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đến nay nông dân các địa phương đã tập trung xuống đồng gieo cấy được trên 23.000 ha lúa xuân, đạt 78% tổng diện tích. Trong đó, diện tích gieo thẳng 8.500 ha. Các địa phương có diện tích gieo cấy đạt cao là huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động và thị xã Mỹ Hào. Riêng huyện Yên Mỹ mới gieo cấy được 1.300 ha, đạt 44%. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ hoàn thành gieo cấy xong trong tháng 2 năm 2020. Vì vậy, các địa phương cần vận động nông dân gieo cấy đúng thời vụ để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế bất thuận của thời tiết khi lúa chỗ gặp gió bắc muộn hoặc gió tây sớm làm giảm năng suất. Bên cạnh đó, tập trung chăm sóc và điều tiết nước hợp lý cho các diện tích đã gieo cấy, nhất là các diện tích gieo thẳng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm gia cầm ở một số tỉnh thành phố, để bảo vệ đàn gia cầm, huyện Tiên Lữ đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh. Xã Cương Chính là địa phương có số lượng gia cầm lớn nhất huyện với trên 87.000 con. Toàn xã có gần 60 hộ chăn nuôi lớn và hàng trăm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Thời tiết lạnh và ẩm đang là điều kiện thuận lợi để nhiều dịch bệnh trên đàn gia cầm phát triển như cúm AH5N1 và H5N6. Lực lượng thú y của xã đang tích cực triển khai công tác phòng dịch đến các thôn xóm, trang trại. Đến nay, xã đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng tất cả các trang trại trên địa bàn. Cùng với đó, việc rắc vôi bột được tiến hành thường xuyên, mỗi ngày một lần. Xã cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu dịch bệnh hoặc chết bất thường cần báo ngay cho thú y xã. Thú y xã kết hợp với ủy ban nhân xã tăng cường công tác rà soát tất cả các đàn gia súc gia cầm và cũng tuyên truyền cho các bà con chăn nuôi trong toàn xã biện pháp phòng trừ cúm gia cầm cũng như là các phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia cầm thủy cầm cho toàn xã một cách tốt nhất. Từ trước nay nhà tôi chăn nuôi là không xảy ra dịch bao giờ. Chăn nuôi thì phải phòng dịch hiệu quả cao, mà nói chung là vaccine là phải đầy đủ. Thì hàng xóm có xảy ra dịch thì chúng ta phải thông báo cho nhau để báo chính quyền để có cái biện pháp là dập tắt ngay. Hiện nay trên địa bàn huyện có gần 1 triệu con gia cầm với 50 trang trại lớn và gần 20.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Huyện đã cấp cho các xã 75 tấn vôi bột và gần 1.300 lít thuốc sát trùng. Tại những địa phương chăn nuôi gia cầm với số lượng lớn như Cương Chính, Ngô Quyền,
Dị Chế, Trung Dũng cũng đang đẩy mạnh công tác phòng dịch. Chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương tập trung cho cái việc là thống kê chính xác số liệu các hộ chăn nuôi cũng như là từng đối tượng vật nuôi gia cầm, gà vịt, ngan ngỗng để có cái giải pháp cụ thể trong cái quá trình lãnh đạo chỉ đạo trong cái thời gian tới. Và chúng tôi xác định là hiện nay thì phòng dịch như chống dịch, các cái biện pháp giải pháp thì được thực hiện như là đang có dịch. Cùng việc vào cuộc hỗ trợ phòng chống dịch bệnh của các ngành chức năng, về lâu dài thì mỗi hộ dân cũng cần phải nâng cao ý thức và có những biện pháp để bảo vệ đàn gia cầm của gia đình mình, tạo thói quen chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, thực hiện nhiệm vụ này, nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh Hưng Yên có giá trị kinh tế cao và an toàn thực phẩm được cung cấp cho thị trường trong nước hướng đến xuất khẩu. Đây cũng là động lực để ngành nông nghiệp tiếp tục khởi sắc trong năm 2020. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất. Giá trị thu được trên 1 hectare canh tác năm 2019 đạt 202 triệu đồng một hectare, tăng gần 100 triệu đồng so với năm 2013. Hưng Yên đã chuyển đổi được gần 16.000 hectare diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây khác, nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong chăn nuôi đã hình thành một số mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với hộ chăn nuôi, bước đầu ổn định tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho nông dân. Thứ nhất là phải giảm chăn nuôi lợn, cơ cấu ngành chăn nuôi lợn xuống dưới mức 60%, đưa chăn nuôi đại gia súc lên khoảng độ 5-7%, và nhân chăn nuôi gia cầm vươn tới là 38-40%. Cái thứ hai phải là giảm chăn nuôi nông hộ, phát triển chăn nuôi tập trung, chăn nuôi trang trại gia trại theo hướng an toàn sinh học, làm sao mà chăn nuôi trang trại phải cứ 60-65%. Cái thứ ba là đẩy nhanh cái tiến độ chăn nuôi Việt Gáp trên an toàn sinh học, vươn tới là khoảng 65-70%. Cùng với đó, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và khuyến nông, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, đào tạo, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng thủy lợi được quan tâm. Tập trung cho cái công tác chuyển đổi về cái cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng và thành bại hay không là của ngành nông nghiệp là phải tập trung cái việc chuyển đổi. Thế thì muốn như vậy thì chúng tôi cũng sẽ phải rà soát lại tất cả các cái vùng miền, các cái cây con chủ lực rồi đặc sản của tỉnh và cũng là cái thế mạnh để hướng dẫn rồi tuyên truyền rồi giúp cho bà con nông dân cũng như là các cái doanh nghiệp để chăn nuôi trồng trọt theo cái quy mô tập trung và đồng thời là phải đưa cái chất lượng về nông sản để mà đẩy mạnh về cái trồng trọt và chăn nuôi Việt Gáp cũng như là an toàn về sinh học và tạo ra được một cái chuỗi giá trị sản phẩm. Cùng với các giải pháp đồng bộ của ngành nông nghiệp, sự vào cuộc của các ngành, các địa phương và bà con nông dân, hy vọng năm 2020, nông nghiệp Hưng Yên tiếp tục khởi sắc và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hiện nay, người dân xóm 3 thôn Thổ Khối, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu đang rất bức xúc trước tình trạng cơ sở nghiền, tái chế vỏ dây điện gây ô nhiễm môi trường khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Theo phản ánh của người dân xóm 3, thôn Thổ Khối, thì xưởng nghiền tái chế vỏ dây điện này được gia đình ông Nguyễn Danh Sơn xây dựng cách đây khoảng gần một năm. Không chỉ nằm trong khu dân cư mà còn cận kề với một số hộ dân đã ở trước đó. Vì thế mỗi khi xưởng hoạt động, môi trường sống ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cụ thể như mùi khét, bụi và đặc biệt là tiếng ồn. Khi máy nổ lên thì cô cùng quay là sau coi là 15 phút, 20 phút là máy bụi mù lên, coi là chặt từ trong nhà phát ra. Nào cuối cùng coi là tôi đứng tôi xem thì cô cùng quay là mắt tôi cay rè hết. Đến bản thân trong nhà tôi cũng phải che. Đấy, tôi che xong rồi cuối cùng tôi phải đóng cả cửa trong nhà. Cuối cùng tôi chịu không được nhưng mà tôi chạy sang tận nhà tôi nói. Đấy, cuối cùng coi là vẫn làm từ thông trưa cho đến cùng ngoài tối. Hàng ngày là sản xuất thường xuyên và liên tục. Trong khi sản xuất thì gây ra những cái tiếng ồn và những cái mùi khét rất khó chịu. Và chúng tôi ở trong nhà cả nhiều khi phải đeo khẩu trang, hò hét nhau thì mới nghe thấy được người xung quanh nói gì ạ. Tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng nay. Người dân xóm 3 cũng đã kiến nghị với thôn nhiều lần. Và đầu tháng 1, thôn đã yêu cầu chủ xưởng là ông Nguyễn Danh Sơn tìm biện pháp hạn chế tiếng ồn, che chắn kín để giảm bụi, giảm mùi phát tán, đặc biệt là giảm thời gian hoạt động
xuống khoảng 8 tiếng một ngày và ngừng hoạt động thời gian nghỉ trưa. Nhưng đến nay, tình trạng trên dường như vẫn không được cải thiện là mấy, khiến cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây xáo trộn. Trước thực trạng này, người dân ở đây đã làm đơn kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến. Ngày 21 tháng 2, trong buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân xã, người dân xóm 3, thôn Thổ Khối và ông Nguyễn Xanh Sơn, chủ cơ sở nghiền tái chế. Đấy thì thôi, bây giờ là các cụ nói đấy, thì gia đình cũng khắc phục làm sao để cho cái tiếng ồn nó nhỏ nhất. Còn bây giờ đấy, nó sinh ra cái máy rồi thì nó cũng chỉ đỡ được một phần nào thôi. Ngày 13, trong giai đoạn này yêu cầu anh Sơn phải khắc phục có mấy nội dung. Một là hạn chế tiếng ồn, tìm các giải pháp. Tìm các giải pháp là gì? Có thể là một là xốp để hạn chế tiếng ồn. Thứ hai là tuyệt đối phải giữ đảm bảo cái nguồn nước. Thứ ba là cái thời gian hạn chế trong giờ hành chính thôi, còn các giờ khác để bà con nghỉ ngơi. Giao cho anh Sơn là cũng tập trung sẽ tìm các cái địa điểm nào thích hợp di chuyển ra khỏi các khu vực. Việc phát triển mở rộng sản xuất là rất cần thiết. Tuy nhiên, cần phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các yếu tố đảm bảo an toàn mọi mặt, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Các địa phương, cơ quan chức năng cần sát sao trong công tác quản lý, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết không đánh đổi môi trường, lấy kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã quá thời hạn 1 tháng 23 ngày theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc dừng các lò sản xuất gạch nung sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và năng suất thấp, nhưng đến nay còn khá nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục hoạt động, vận hành lò cũ với nhiều lý do. Đây là hình ảnh các nhà máy gạch công nghệ cũ đang hoạt động tại 4 xã Đức Hợp, Hùng An, Đồng Thanh và Mai Động, huyện Kim Động, được nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên ghi lại vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Trên địa bàn huyện thì hiện nay thì có 9 lò, thì 3 lò là đã chấp hành. Cái việc thực hiện chỉ đạo của ban tỉnh là các lò cũng đã có chuyển biến. Tuy nhiên cái việc mà chuyển đổi là cũng đề nghị tỉnh cho gia hạn một chút thời gian để cho các lò có chuẩn bị về mặt kinh phí làm sao để cho nó hợp lý. Hiện trên địa bàn tỉnh có 21 doanh nghiệp sản xuất gạch theo công nghệ Hotman và Tuynen kiểu đứng lạc hậu. Trong đó chỉ có 11 đơn vị đang chuyển đổi. 5 doanh nghiệp đã xây lò Tuynen hiện đại, thân thiện môi trường nhưng chưa thực hiện phá bỏ lò cũ. Trong đó, nhiều nhất là huyện Kim Động, còn 4 doanh nghiệp với 8 lò, huyện Khoái Châu còn 5 doanh nghiệp với 7 lò. Qua nắm bắt, hầu hết các chủ lò gạch đều đồng tình với chủ trương chuyển đổi sang lò Tuynen công nghệ hiện đại hơn, song còn gặp khó khăn về vốn và chuyên gia chuyển giao công nghệ. Nhà máy này đến giờ này đi vào xây dựng và hoạt động thì nó vừa khoảng 50 tỷ, vay trung hạn là 1,5. Thì chúng tôi cũng trong cái quá trình khó khăn và bây giờ là cái gạch nó cũng rẻ thì cũng có muốn các cấp chính quyền hoặc bên ngân hàng cho cái lãi suất nó rẻ hơn một chút để ưu đãi cho làm ăn cho nó thuận lợi. Chúng tôi đã hoàn toàn chấp nhận chuyển thành lò công nghệ Tuynen, nhưng mà trong quá trình chuyển đổi cái công nghệ này nó phụ thuộc hoàn toàn vào vật tư của nước ngoài, nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong lúc dịch bệnh này. Chủ trương chuyển đổi lò gạch lạc hậu về công nghệ và thiếu thân thiện môi trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều văn bản và nhiều cuộc họp, trong đó có quy định số 2455 ngày 6 tháng 9 năm 2017 và kết luận số 89 ngày 12 tháng 4 năm 2019 để doanh nghiệp có lộ trình và thời hạn chuyển đổi lò gạch lạc hậu. Mặc dù vậy, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 8 doanh nghiệp chưa hoàn thành việc chuyển đổi lò, đồng thời vẫn vận hành lò cũ. Ủy ban Nhân dân các huyện nơi có doanh nghiệp chậm triển khai vẫn chưa sát sao đôn đốc hoặc có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp tháo dỡ lò lạc hậu theo chỉ đạo của tỉnh. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân, những năm qua cùng với nguồn ngân sách, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã tích cực huy động nhân dân, đóng góp hoàn thiện đổ bê tông, cứng hóa 100% đường thôn xóm và đường trục chính nội đồng. Trước đây, các tuyến đường giao thông nội đồng của xã đều là đường đất lầy lội,
bà con gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, cùng với nguồn ngân sách xã đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng 8 tuyến đường nội đồng với tổng chiều dài gần 5 km. Tổng kinh phí xây dựng trên 4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng. Các tuyến đường đều đảm bảo kết cấu vững chắc, rộng từ 4 đến 6 mét, dày từ 20 đến 30 cm. Ngoài ra, hơn 20 km đường ra đồng sản xuất của xã cũng đảm bảo cứng hóa, độ cao so với mặt ruộng đạt từ 0,5 đến 0,7 mét. Nhờ đó, hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Bãi Sậy đã cơ bản hoàn thiện, tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương. Xác định phát triển hệ thống lưới điện là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội. Điện lực huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo lập hệ thống lưới điện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Năm 2019, Điện lực Yên Mỹ đầu tư gần 47,5 tỷ đồng, nâng cấp hạ tầng lưới điện tập trung ở những địa bàn đông dân có nhiều doanh nghiệp nhu cầu sử dụng điện cao. Trong đó, có các dự án trọng điểm như xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải cho khu vực huyện Yên Mỹ giai đoạn 1 năm 2019, cải tạo đường dây trung thế 22 kV, nâng công suất các trạm biến áp quá tải trong mùa cao điểm. Các dự án được triển khai đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng điện năng, giảm thiểu sự cố, giảm thiểu tổn thất, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Mỹ trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.